Xin chào đón võ sư cường huyết của chúng ta. Wow, một cú đẳng cấp của anh. Hôm nay anh sẽ mang đến cho quý vị và các bạn màn biểu diễn người nhện của anh. Cuộc sống đích thực của cường huyết. Chỉ có anh mới mũ vũ ạ. Đẳng cấp chỉ có 102. Hôm nay anh mang cho mình bộ áo da của Osama Bin Laden. Chiếc áo da có hàng mấy trăm triệu đô của anh. Chỉ có những bậc cao cấp thượng hạng mới được xài chiếc áo da cao cấp này. Không phải, bạn đi. Đẳng cấp của anh. Một người đầy cá tính và mạnh mẽ. Ngược rồi. Chỉ có ở võ sư Cương Nguyễn. Xin các quý vị và khán giả cho anh một tràng pháo tay nồng hậu để anh có tiếp sự can đảm để múa tiếp bài Thái Âm Chân Kinh của anh. Quý vị khán giả đã cho anh một tràng pháo tay rất đồng nhiệt. Thế tốt đi ạ. Bình tĩnh, cứ quay tí nữa múa tiếp. Múa tiếp. Sự đẳng cấp của anh. Mấy ngược lại cái đầu trên cùng ấy. Cái trên cùng ấy. Thôi cho dừng nhá. Cái trên cùng ấy. Đó. Tiếp tục. Tí nữa hết thì lại hết nhá. Anh chuyên chơi dòng nhạc Hàn. Hôm nay giờ nắng 37 độ nhưng mà anh vẫn rất là nhiệt tình để biểu diễn cho quý vị và khán giả xem môn clip biểu diễn võ thuật của anh. Lại mới có thêm một nhân tài đến ủng hộ cường nguyên, đó là anh Cong Cong của chúng ta. Vẫn là màn biểu diễn xoay kiếm của anh. Đẳng cấp chỉ có 102, chỉ có ở cường nguyên chúng ta. Anh đã quảng cáo cho rất nhiều hàng nhãn hàng thời trang như thời trang Thượng Hải ở xã Hợp Lý. Sao coi bọn kia gì nhá. Tôi nhá.